Chào quý tu nữ và toàn thể chúng Phật tử. Giờ đây chúng con xin được phép đại diện Ngài Chí Đức để truyền quý giới đến toàn thể đạo tràng. Đại diện Ngài Chí Đức cũng như Chư Tôn Đức Tăng để truyền quý giới đến toàn thể đạo tràng chúng Phật tử. Nam mô Bụt Hà Giá. Nam mô Ta Sa Phật Ca Va Tu Arahato Samma Samputhasa. Nam mô Ta Sa Phật Ca Va Tu Arahato Samma Samputhasa. Nam mô Tát Sa Phật Ca Va Tu Arahato Samma Samputhasa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Va đó, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chân quả chánh biên chi do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Va đó, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chân quả chánh biên chi do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Va đó, Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chân quả chánh biên chi do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Nam mô Tát Sa Phật Ca Va Tu Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Phật Ca Va Tu Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Phật Ca Va Tu Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Va đó, Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Va đó, Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Va đó, Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Phật hàng saranang gacchami. Con đem mắt lòng thành kính xin quy y Phật. Tham mang saranang gacchami. Con đem mắt lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang khang saranang gacchami. Con đem mắt lòng thành kính xin quy y Tăng. Duttiyam pi Phật hàng saranang gacchami. Con đem mắt lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Duttiyam pi Thammang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Duttiyam pi Sanghang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tatiyam pi Buddhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tatiyam pi Thammang saranang gacchami. Con đem mất lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tatiyam pi Sanghang saranang gacchami. Con đem mất lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Buddhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thammang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sanghang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Duttiyam pi Buddhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Duttiyam pi Thammang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Duttiyam pi Sanghang saranang gacchami. Kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tatiyam pi Buddhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyam pi Thammang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tatiyam pi Sanghang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Tuy sarana kahanang pariponang. Phép quy y Tam Bảo còn đủ chứ có bấy nhiêu. A ma phan tê. Dạ chúng con xin vâng.
Anatipata Viramani Sikha Badang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự sát sanh. Adinna Dana Viramani Sikha Badang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự trộm cắp. Kame Sumichachara Viramani Sikha Badang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự tà hạnh. Musavada Viramani Sikha Badang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự nói dối. Sorame Rajamacha Pamadathana Viramani Sikha Badang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Panatipata Viramani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana Viramani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumichachara Viramani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musawada Viramani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame Rajamachappamadathana Viramani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani pancha sikha badani sakanka toa apamade nana chakalang samarakitapang. Chư thiện tinh sau khi đã thọ trì tam vi và ngũ giới nơi tam bảo các vân giữ hành theo được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Amasante, dạ chúng con xin vâng. Đề nó sanh tí sanh được sanh về trời thì cũng nhờ giới. Thì lên nó phô tâm pa đa các chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng giữ giới. Sĩ lên nên đi pô tình danh tí các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Mà sĩ vi sô ta dê bởi các cái nên chư quý vị đã thọ trì giới lực cho được trong sạch đừng để lâm nhân. Sa thú lành thay. Tiếp đây con xin đọc phần sám hối Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Uttamang ghe na wan đề hăng ta đa tâm sum wa ruttamang vút thê yô khá lý tô đô sô vút thô khá ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan đề hăng tham manh cha du vi thăng qua răng tham mê vô kha li tô đô sô tham mô kha ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan đề hăng sang khanh cha đuôi thốt ta măng sang khê vô kha li tô đô sô sang khô tha ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý
Phạm đến tăng bảo, cuối xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ con xin kính dân mít lại cho sư Pháp Trang, xin sư phúc chúc phúc cho đạo tràng chúng con để tròn phước báo ngày hôm nay. Bhavatu sapa mangalang rakkhantu sampa devata sapa bhutano bhavena sada sothim bhavantu te bhavatu sapa mangalang rakkhantu sampa devata sapa dhammano bhavena sada sothim bhavantu te bhavatu sapa mangalang rakkhantu sampa devata sapa sangham nô pha vê na sa đa so thi pha văn tu tê tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tín thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú sa thú lành thay. Akasattha cha summattha deva naga mahittika punyang no anumodan tu chirang rakkhang tu sasanang akasattha cha summattha deva naga mahittika punyang no anumodan tu chirang rakkhang tu sa no garu akasattha cha summattha deva naga mahittika punyang no anumodan tu chirang rakkhang tu nyatayo akasattha cha summattha deva naga mahittika punyang no anumodan tu chirang rakkhang tu paminyo akasattha cha summattha deva naga mahittika punyang no anumodan tu chirang rakkhang tu no sada. Yang kinh chi ku sa la cam mang cắt tắp bằng kia đi yang mama ka ye na wa cha mana sa bi da se su ga tang ka tang ye sat ta sang ni no at ti ye cha sat ta a sang ni no ka tang pun nya pa lang mai hang sap be pha gi pha wan tu te ye tang ka tang su wi di tang din nang pun nya pa lang ma ya ye cha tat thân a cha nan ti đề qua gần tòa ni quê đã dùng sắp đề lô cam hi ye sắp ta chi quan ta ha ra hệ tu ca ma nun nhang phô cha năng sắp đề la phạm tu ma ma chết ta sa đi. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên, điều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Quân trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được gầy, lại thêm hồi hướng hiện nay thấp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thâm nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Sinh thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đằng nô nha ti năng hô tu su phi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng nô nha ti năng hô tu su phi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng nô nha ti năng hô tu su phi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng wa ta no pun nhang a sa wa kha ya wa hằng hô tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sập lần đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Con cảm ơn sư Pháp Trang đã truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng chúng con. Con cũng cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng cũng đã cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Phước báo nào có được ngày hôm nay con cũng xin chia đến đạo tràng pháp học. Mong rằng quý vị hoan hỷ thọ dụng đồng liều nhau cả thảy. Có gì sơ sót trong cái việc cúng dường và đảnh đọc kinh tam bảo thì xin các quý sư và toàn thể đạo tràng xin lỗi dùm con ạ.
Bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con kính dâng đức đến Ngài Chí Đức để Ngài dạy kinh pháp cú ngày hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Thầm Mai Dạ, Nam mô Sân Khai Dạ. Kính lễ Đại Đức Pháp Trang. Xin chào quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 412. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Ratana Tayasa Wandami Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lo Kutambo Sopagaru Hichet Thako Loka Sasatha Chanadam Maku Vido Wanda Mahantang Narapu Chanay Giác Cần. Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu, Ngài Bậc Trí Thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tôi thường giáo chủ, trí năng vô lượng. Tứ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Thâm mô bất đi bồ yá ta sá sá tu nô lô ca nó mạnh thá sá vô nà sá vô cô sá bánh nhu bút thấp bánh đi phù thí sinh nhá tô hoành đà má hành tầng ná rá phù. Cha này giá cần, pháp bảo quy vàng, Như Lai khơi sáng, vẹt màng, vô minh, phá tan, lầm lạc chúng sinh, đầy nhân Phật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp quang, đáng cho công chúng, nhân gian, cúng dường. Sân khô, quý số thô, số hát tá, xa xa, quốc cô, xích thà, số ca mô, quá rá thầm, má xích thá cô, niên đà, bá sân xa, đi á nà, đá rô, quá rô, hoành đà, má hành tầng, ná rá phù. Chánh này giá cần, Tăng Bảo Tinh Văn Phật Đà tâm học môn tổ để mà thoát thân, các ngài thanh tịnh ly trần, xa lệ thế pháp, phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ Tăng Hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratanatayate che nasikha me e tuva thanang tassa vi anupave nasahasa ye nasikatu. Cầu xin Tâm Bảo uy linh cho con tổng hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tán dương ơn đức Tam Bảo đã xong, bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 412. Vô tha bùn nhanh cha ba bành cha Yô tha un nhanh cha ba ban cha Yô tha un nhanh cha ba ban cha. Câu số 2. U phô sân gấp mục bách chạy gà U phô sân gấp mục bách chạy gà U phô sân gấp mục bách chạy gà. Bây giờ chúng ta ôn hai câu này. Vô tha bùn nhanh cha bà bành cha u phô sân ra mu bách cha ra Vô tha bùn nhanh cha bà bành cha u phô sân ra mu bách cha ra Vô tha bùn nhanh cha bà bành cha u phô sân ra mu bách chạ gà. Bây giờ câu số 3 và câu số 4. A sô cần quy ra chẳng số thần A sô cần quy ra chẳng số thần A sô cần quy ra chẳng số thần Tâm hằng phù biết rầm mát năng A sô cần quy ra chẳng số thần tâm hằng phù mi brahm ma năng A sô cần quy ra chẳng số thần tâm hằng phù mi brahm ma năng. Bây giờ chúng ta đọc lại nguyên bài.
Yo thapunyan cha ba ban cha u po sang gamu bat cha ya aso kang vira chang su thang tam hang pru mi pram ma nang. Yo thapunyan cha ba ban cha u po sang gamu bat cha ya aso kang vira chang su thang tam hang pru mi pram ma nang. À, đó là cái đọc thứ nhất ha. Cái đọc thứ hai. Yo tha pun nhan cha ba ban cha u pho sang ga mu bat cha ga. A su kang vi ra chang su thang tam hang pru mi pram ma nang. Yo tha pun nhan cha ba ban cha u pho sang ga mu bat cha ga. A su kang vi ra chang su thang tam hang pru mi pram ma nang. Như vậy trong cái giọng kinh thì chúng ta có hai cách đọc ha. Một cách đọc dừng lại cuối câu số 2. Cách đọc thứ hai, quý vị hơi dài, đọc một hơi luôn. À, rồi, đó là giọng kinh. Bây giờ qua giọng kệ thì một câu 8 từ tương đối dễ đọc, không có khó. Yo tha pun nhan cha ba ban cha ang u pho sang ga mu ban cha ga a so kang vi ra chang sun thang tam hang pru mi pram ma nang. Yo tha pun nhan cha ba ban cha ang u pho sang ga mu ban cha ga aso kang vi ra chang sun thang tam hang pru mi pram ma nang. Người sống ở đời này không nhiễm cả thiện ác, không sầu sạch không bụi, ta gọi bà la môn. Rồi xin mời sư Mê-ta. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Dạ, cảm ơn quý vị thông đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Tràng cùng Chư Tôn Đức. Con kính chào toàn thể đạo tràng và con cũng xin trả bài câu Pháp Cú 412. Vô tha buồn nhanh cha bà bình. Dạ, nó nhảy để con kéo xuống. Yo tha bùn nhanh cha bà bình cha u phô sang ga mô bắc cha gà a sô căng quý ra trăng xuất thằng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Và con xin phân tích câu 1 và câu 2. Vô trường âm thông thường, tha đoạn âm, bùn nhanh hai trường âm nhấn, chá đoạn âm ba trường âm thông thường, banh trường âm nhấn, chá đoạn âm ú đoạn âm phô trường âm thông thường, xăng trường âm nhấn, gá mú hai đoạn âm, bắc trường âm nhấn, chá đoạn âm, ga trường âm thông thường, á đoạn âm. Dạ, con đọc lại hai câu 1 và 2. Vô tha bùn nhanh cha bà bình cha u phô sang ga mu bắc cha gà. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Á đoạn âm, xô trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý rá hai đoạn âm, trăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, suốt trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru trường âm thông thường, mí đoạn âm, pram trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a so kang vi ra chang sut thang ta ma hang pru mi pram ma năng. Và con đọc lại hết bài. Yo tha bun nhanh cha ba ban cha u pho sang ga mu bat cha ga
a so kang vi ra chang sut thang ta ma hang pru mi pram ma nang yo tha bun nhan cha ba ban cha u pho sang ga mu bak cha ga a so kang vi ra chang sut thang ta ma hang pru mi pram ma nang. Người sống ở đời này không nhiễm cả thiện ác, không sầu, sạch, không bụi, ta gọi bà La Môn. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể. Vô tha bún nhanh, cha ba bánh cha, ô phô sang ga, mu bắt cha ga. A so căng quy ra chăng xuất thăng ta ma hăng bru mi ram ma năng. Dạ con đã đọc xong, kệ xong, có chỗ nào sai sót xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con nhường mic lại cho người kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang, các cô tư nữ và quý Phật tử. Sư sư, bữa nay con thấy sư cho cái bông hoa hướng dương, cái nền màu tím nhạt đẹp quá sư ha. Ha ha, chà cái màu, màu tím này. Này màu tím nhạt nhạt, Mỹ gọi là lavender. Cái màu đẹp với sư, sao sư không dùng cái màu xanh kia, màu nó hơi mờ mờ ha, nó khác hết ha. Con cúp quần bữa đâu sao đâu sư ha, công chuyện mà. Thôi giờ để con trả bài để sư nói con, nó nhiều quá, mỏi nhọn, mất thì giờ quá. Dạ, cảm ơn quý vị đã nghe rõ 1, 2, 3, Thiện Vũ, The Man, Hồng Mai, Hồng Lựa Kim Dung. Về nghe rõ 2, ồ, 4 người vậy, được rồi. Thôi con trả bài nha sư. Con cảm ơn sư đã post bài cho con, nhưng mà chữ nhỏ quá, con đọc không có rõ đâu. Thôi con cũng cảm ơn. Thôi con trả bài cho rồi để xuống xuống cho rồi, nói nhiều quá mệt quá. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú câu 412. Vô tha phùng nhằm cha phà phành cha u phô sang gá múc bách cha gà á sô khăn quý ra chằng xúc thần ta má hằng rù mi rầm ma năng. Yo tha phùng nhanh cha pha phành cha u phô sang ga múc thắc cha gà a sô khăn quý ra chăng xúc thần ta ma hằng rù mi rầm ma năng. Phân tích câu 1, câu 2. Vô trường âm thông thường, thá đoạn âm. Phùng nhanh hai trường âm ngắn, chá đoạn âm. Pha trường âm thông thường, phành trường âm ngắn, chá đoạn âm. Câu số 2. Ú đoạn âm, phô trường âm thông thường, sân trường âm nhắn, gá mú hai đoạn âm, bách trường âm nhắn, chá đoạn âm, ga trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, đọc câu 3, câu 4, rồi phân tích câu 3, câu 4. Vô tha phùng nhanh, cha pha phành, cha ú phô, sân gá múc thách, cha gà á sô, khăn quý ra chằng, xúc thăng, ta má hằng, rù, mi rầm, má năng. Câu số, phân tích câu số 3, á đoạn âm, xô trường âm thông thường, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý rá hai đoạn âm, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xúc trường âm nhắn, thân trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 4, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, trường âm nhắn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài. A so khăn quý đá chăng xúc thần ta ma hằng rù mi rầm ma năng. Vô tha phùng nhanh cha pha thành cha u phô sang gá múc phách cha gà a so khăn quý đá chăng xúc thần ta ma hằng rù mi rầm ma năng. Đọc lại một lần cho nó chắc em. Vô tha phùng nhanh cha pha phành cha u phô sang gá múc phách cha gà a sô khăn quý ra chăng xúc thần ta ma hằng rù mi rầm ma năng.
ca kệ rồi mới dịch ra tiếng Việt Nam theo của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yo tha phung nhanh cha pha phan cha u pho sang ga mu bat cha ga a so khang quỳ ra chăng xúc thăng ta ma hăng rô mi ram ma năng. Chàng ơi, mới đọc có một lần sư cho ba cái bông hoa hướng dương rồi hay sư? Chắc không có sai gì đâu phải không sư? Không sao, nhưng mà cũng ca kệ lần lần nữa. Yo tha phung nhanh cha pha phan cha u pho sang ga mu bat cha ga a so khang quỳ ra chăng xúc thăng ta ma hằng rù mi râm ma năng. Người sống ở đời này không nhiễm cả thiện ác, không sầu, sạch, không bụi. Ta gọi bà La Môn, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chỉ như vậy là con không có sai phải không sư? Con cảm ơn sư nha sư. Rồi cảm ơn cô The Man 45. À, rồi thôi mời lại người khác nha. Cảm ơn. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cô pháp cú 412. Yo tháp hôn nhanh chấp tha thành cha u phô sang cam một thách cha gà a so căng quy ra chăng suốt thăng tam ma hằng ru mi rằm ma năng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Yo trường âm thông thường, thá đoạn âm, phun nhanh hai trường âm nhấn, chá đoạn âm, tha trường âm thông thường, thanh trường âm nhấn, chá đoạn âm, ú đoạn âm, phô trường âm thông thường, sang trường âm nhấn, gá mú hai đoạn âm, tách trường âm nhấn, chá đoạn âm, ga trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Yo tháp phun nhanh cháp hà thành cháp u phô sang ca mô tách cha gà. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Á đoạn âm, xô trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý giá hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, bram trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại cô 3, cô 4. A so căng quy ra chăng xuất thăng tam ma hằng ru mi ram ma năng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 412. Yo tháp phun nhanh cháp tha thành cháp u phô sang ca mô thách cha gà. A so căng quy ra chăng xuất thăng tam ma hằng ru mi ram ma năng. Yo tha phun nhanh cha pa thanh cha u pho sang ga mu phách cha ga a so căng quy ra chăng sụt thăng ta ma hăng ru mi ram ma năng. Người sống ở đời này không nhiễm cả thiện ác, không sầu, sạch, không bụi. Ta gọi bà La Môn, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, alo. Con xin kính lễ ba ngôi tam bảo. Con xin kính lễ quý sư, quý cô tu nữ và con xin kính chào tất cả quý vị trong lớp. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 412.
Vô tháp bùn nhằm cha bà bàn châu phù sằng ra mu bát cha gà ác su càng quy ra chẳng suốt thằng ta ma hàng phù mi rầm ma nặng. Vô tháp bùn nhằm cha bà bàn châu phù sằng ra mu bát cha gà ác su càng quy ra chẳng suốt thằng ta ma hàng phù mi rầm ma nặng. Và chữ vô là trường âm thông thường, chữ thá là đoạn âm, chữ quân là trường âm, chữ nhân, chữ quân nhân, chữ nhân là trường âm nhấn, chữ chá là đoạn âm, chữ ba là trường âm thông thường, chữ banh là trường âm nhấn, chữ chá là đoạn âm. Câu hai, chữ ú là đoạn âm, chữ phô là trường âm thông thường, chữ san là trường âm nhấn, chữ gá là đoạn âm, chữ mú là đoạn âm, chữ bách là trường âm nhấn, chữ chá là đoạn âm, chữ ga là trường âm thông thường. Câu 3, asukan wira chăng xuất thăng, chữ á là đoạn âm, chữ xô là trường âm thông thường, chữ căn là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, chữ quý là đoạn âm, chữ rá là đoạn âm, chữ chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ suốt là trường âm nhấn, chữ thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 4, tá ma hằng phù mi râm má năng, chữ tá là đoạn âm, chữ má là đoạn âm, chữ hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ ru là trường âm thông thường, chữ mí là đoạn âm, chữ râm là trường âm nhấn, chữ má là đoạn âm, chữ năng là trường âm đọc theo giọng âm. Đọc lại 4 câu. Vô tháp bình nhằn cha ba bành cha u phô sằng ga mu bát cha gà. Ác su càng chăng suốt thằng ta ma hằng phù mi râm ma năng. Người sống ở đời này không nhiễm cả thiện ác, không sầu sạch không bụi, ta gọi bà la môn. Dạ, con có sai xin sư và quý vị trong lớp sửa bài cho con. Con xin xuống mít, xin mời vị kế tiếp. Alo. Dạ, con kính lãnh lễ sư Trí Đức, con kính lễ sư Pháp Trang, con kính chào cô tu nữ Tệ Duyên, kính chào cả toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú, đọc và phân tích câu pháp cú 412. Vô tháp buồn nhanh cha ta bành cha ú phô sang gá mú bách cha gà á sô càng dưới ra chẳng suốt thằng tá má hằng phù mí bầm má năng. Vô tháp buồn nhanh cha ta bành cha ú phô sang gá mú bách cha gà á sô càng dưới ra chẳng suốt thằng tá má hằng phù mí bầm má năng. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Vô tháp buồn nhanh cha ta bành cha ú phô sang gá mú bách cha gà. Vô là trường âm thông thường, thá đoạn âm, quân nhân hai trường âm nhấn, chá đoạn âm, ta trường âm thông thường, banh trường âm nhấn, chá đoạn âm, ú đoạn âm, phô trường âm thông thường, xăng trường âm nhấn, gá mú hai đoạn âm, bách trường âm, chá đoạn âm, ga trường âm thông thường. Vô tháp quân nhân chá ta bành chá ú phô xăng gá mú bách chá gà. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Aso căng quý ra chăng xuất thằng tá má hằng phù mi phầm má năng. Á là đoạn âm, so là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý rá hai đoạn âm, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xuất trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á sô căng dưới ra chăng xuất thằng tá má hằng phù mí phầm má năng. Dạ con xin đọc lại câu 412. Vô tháp buồn nhanh cha bà bành cha ú phô sang gá mú bách cha gà á sô căng dưới ra chăng xuất thằng tá má hằng phù mí phầm má năng. Vô tháp buồn nhanh cha ta bành cha ú phô sang gá mú bách cha gà á sô căng dưới ra chăng xuất thằng tá má hằng phù mí phầm má năng. Dạ con xin đọc kệ ạ. Vô tháp buồn nhanh cha ta bành cha
Upho sangha mu panchara Asukang virachang suthang Tamahang phu mi phẩm ma năng Yothapunyan chapa pancha Upho sangha mu panchara Asukang virachang suthang Tamahang phu mi phẩm ma năng. Người sống ở đời này không nhiễm cả thiện ác, không sầu, sạch không bụi, ta gọi Bà La Môn. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc, phân tích và kể xong. Dạ, có gì sai nhờ Sư Trí Đức và các đạo hữu ở đạo tràng chỉnh sửa giùm ạ. Dạ, con xin xuống mic, xin nhường cho vị kế tiếp. Alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu kệ ngôn số 412 ạ. Yo tha bun nhanh cha pa banh cha u pho sang ga mu bách cha ga a so kang vi ra chang sốt thang ta ma hang pro mi pram ma năng. Yo tha bun nhanh cha pa banh cha u pho sang ga mu bách cha ga a so kang vi ra chang sốt thang ta ma hang pro mi pram ma năng. Yo là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, bun nhanh là hai trường âm nhấn, chá là đoạn âm, pa là trường âm thông thường, banh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ú là đoạn âm, phô là trường âm thông thường, sang là trường âm nhấn, gá, mú là hai đoạn âm, bách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ga là trường âm thông thường. Yo tha bun nhanh cha pa banh cha u pho sang ga mu bách cha ga. Câu 3 và câu 4 ạ. Á là đoạn âm, so là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý, rá là hai đoạn âm, trăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sút là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pro là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Aso kang vira chang sut thang tamahang pro mi pram ma năng. Yo tha bun nhanh cha pa panh cha u pho sang ga mu bách cha ga a so kang vi ra chang sốt thang ta ma hang pro mi pram ma năng. Người sống ở đời này không nhiễm cả thiện ác, không sầu sạch không bụi, ta gọi Bà La Môn là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ ạ. Yo tha bun nhanh cha pa banh cha u pho sang ga mu bách cha ga a so kang vi ra chang su thang ta ma hang pro mi pram ma năng. Yo tha bun nhanh cha pa banh cha u pho sang ga mu bách cha ga a so kang vi ra chang su thang ta mang pro mi pram ma năng. Người sống ở đời này không nhiễm cả thiện ác, không sầu sạch không bụi, ta gọi Bà La Môn là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong, con có sai con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Con kính tri ân sư, kính cảm ơn đạo tràng, con xin xuống mic. Xin mời Tina Nguyễn ạ. Dạ, thưa con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Chính Đức Công, kính đảnh lễ sư Pháp Trang và bà cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Yo tha bun nhanh cha pa pan cha u pu sang ga mu pat
Chaka Asukhang Virakchang Suthang Tamahang Bhumi Brahmanang Yothabunyan Chapa Pancha Upho Sangamupat Chaka Asukhang Virakchang Suthang Tamahang Bhumi Brahmanang. Dạ, thưa con xin phân tích. Vô trường âm thông thường thá đoạn âm, buôn nhanh hai trường âm nhấn chá đoạn âm, pa trường âm thông thường ban trường âm nhấn chá đoạn âm, ú đoạn âm, thô trường âm thông thường sang trường âm nhấn, gá mú bát à, xin gá mú hai đoạn âm, bát trường âm nhấn chá đoạn âm, ga trường âm thông thường, vô tháp buôn nhanh chá ba ban chá ú bù sang gá mú bát chá gà câu ba câu bốn á đoạn âm xô trường âm thông thường khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm quý đoạn âm rá đoạn âm trăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm suốt trường âm nhấn khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm tá má hai đoạn âm hăng trường âm thông thường bu trường âm thông thường mí đoạn âm râm trường âm nhấn má đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm Asu khang vi ra chẳng xuất thần tam ma hằng bùm mi bầm ma năng vô tháp bùn nhận cha bà bành cha út bồ sanh ca mu bát cha gà Asu khang vi ra chẳng xuất thần tam ma hằng bùm mi bầm ma năng người sống ở đời này không nhiễm cả thiện ác không sầu sạch không bụi ta gọi bà la môn của hòa thượng Thích Minh Châu vô tháp bùn nhận cha ban cha cha ba ban cha u thu sang ga mu ban cha ga a su khang vi la chân sun thần ta ma hang bun mi bram ma nang nhà thứ con đã đọc xong con kính tri ân à, quý sư con kính tri ân hành đạo tràng con xin mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 412 ngày hôm nay. Yô tha bùn nhằn cha bà bành cha úp hồ sành gá mú bắt cha gà á sô cằn quý rá chằn suốt thằng tá má hằng brù mi prom má năng. Yô tha bùn nhằn cha bà bành cha úp hồ sang gá mu bát cha gà á sô cằn quý ra chằn suốt thằng tá ma hằng brù mi prom ma năng. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yô trường âm thông thường, thá đoạn âm, bun trường âm nhấn, nhanh trường âm nhấn, chá đoạn âm, ba trường âm thông thường, banh trường âm nhấn, chá đoạn âm, ú đoạn âm, phô trường âm thông thường, sanh trường âm nhấn, gá mú hai đoạn âm, bách trường âm nhấn, chá đoạn âm, ga trường âm thông thường. Vô tha bùn nhành cha bà bành cha úp hồ sành ga mú bách cha gà. Và câu số 3 và câu số 4. A sô cằn quý ra chằn suốt thằng tá má hằng bù mi prâm má năng. Á là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý, rá là hai đoạn âm, chăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, suốt là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá, má là hai đoạn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, prom là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Aso cằn quý ra chằn suốt thằng tá ma hằng bru mi prâm ma năng. Dạ con xin đọc lại ạ. Vô tha bùn nhằn cha bà bành cha ú phô sành gá mú bách cha gà Aso cằn quý ra chằn suốt thằng tá ma hằng bru mi prâm ma năng. Người sống ở đời này không nhiễm cả thiện ác, không sầu, sạch, không bụi,
ta gọi Bà La Môn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yotha bun nhan cha ba ban cha u po sang ga mu ban cha ga asokang wi ra chang su thang ta mahang bru mi brahmanang. Yotha bun nhan cha ba ban cha u po sang ga mu ban cha ga asokang wi ra chang su thang ta mahang bru mi brahmanang. Dạ con đã đọc bài xong, có sai con xin nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm con. Dạ cảm ơn cô Kim Dung đã post bài và con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Và cảm ơn Thích Kim Nhung, Thích Thiện Hữu, Quynh Nhân, Nhật Hà, Thích Tơ Men cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Và kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, người giao đạo tràng. Và cảm ơn cô. Con thành kính lãnh lễ Ngài Trí Đức Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tệ Duyên. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, còn vị nào chưa trả bài không thì Nhật Quỳnh kính mời bằng tay ạ. Nhật Quỳnh nghe rung em ru nên Nhật Quỳnh chạy lại, nên không biết vị nào trả bài rồi và chị vị nào chưa. Nếu chưa vị nào trả bài thì xin mời bằng tay. Dạ cô Phúc Hạnh, cô tu nữ Tề Duyên đã ôn bài chưa cô? Dạ quý cô có ôn bài chưa? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ. Ồ chị Hai, chị Hải Ti chưa trả bài, dạ kính mời chị. Dạ chị ơi, chị có nghe được anh Thanh Nhật Quỳnh không? Chị đưa bằng tay mà Nhật Quỳnh không thấy chị cầm mic à. Dạ, chị có nghe được anh Thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Dạ, cảm ơn Quỳnh Giang Nhật Hà. Rồi, chạy ra mất tiêu rồi. Dạ, Xích Hành Kiểm trả bài chưa? Xích Hành Kiểm nghe thấy Kim Nhung nói là Hành Kiểm. À dạ, kính mời bằng tay chị. Dạ chị Hải ơi, chị có thể đi ra khỏi room rồi chị trở lại được không? Chị không có thấy chị cầm mic mà chị thấy bàn tay không à. Dạ mời cô tu nữ Tề Duyên à. Cô tu nữ Tề, dạ mời cô.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, kính lễ quý tu nữ và thành chào quý vị nam tín nữ. Dạ cảm ơn Nhật Quỳnh đã phát bài. Bây giờ tụi em xin đọc Kinh Pháp Cú số 2. Yo tháp bồn nhằn cháp ba bành chá úp hồ sang gá. Úp hồ sang gá mũ bắt chá gà. Yo là trường âm thông thường. Tháp bồn trường âm nhấn. Nhanh trường âm nhấn. Chá đoạn âm. Ba trường âm thông thường. Trường âm nhấn. Chá trường chá đoạn âm u đoạn âm phô trường âm thông thường xăng trường âm nhấn gá đoạn âm mú đoạn âm bắt trường âm nhấn chá ga trường âm thông thường vô tháp buôn nhanh cháp ba bành chá úp hồ sang gá mú bát chá gà. 3 và 4. Á đoạn âm xô trường âm thông thường. Căng trường âm giọng đọc theo giọng nguyên âm. Quý đoạn âm trá đoạn âm âm giọng nguyên âm. Xuất trường âm nhấn. Thăng trường âm giọng nguyên âm. Má má hai đoạn âm. Hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ru trường âm thông thường. Mí đoạn âm. Răm trường âm nhấn. Má đoạn năng trường âm ao căn quý ra xa vi trần vô tháp phồn nhang ba bành chá úp phô sang gấp mũ ba chá vô căn quý ra chằng suốt thằng tam ma hằng rồ mi trầm vô tha vô tha phồn nhang ba bành chá u vô sanh ca mu bát vô tha bốn nhân cha ba bánh cha u vô sanh ca mu bát cha ga a so căn vị ra chân gì mà kể về thầy giờ tha bốn nhân cha ba bánh đa u vô sân ga mù bát cha ga a số chất a căn quy ra chân su tăng ta mang rung mê râm ma năng vô tha bốn nhân cha ba thanh cha u vô sang ga mù bát cha ga a số căn quy ra chẳng kể số căn ta mang rô mê râm ma năng người sống đời người sống ở không nhiễm cả thiện ác không sầu sạch không bụi ta gọi bà la môn vô tháp bồn nhăn chắp ba bành chắp úp phô sằng gấm mũ bát chắp gà
Aso kang vicchang khe Aso kang vicchang sut thằng tama hằng ru mi ram manang. Người sống ở đời này không nhiễm cả thiện ác, không sầu sạch, không bụi, ta gọi Bà La Môn. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, hôm nay tự nhiên xin sám hối vì phân tâm cho nên nó hơi lộn thộn. Thấy tín hiệu của Haiti. Dạ, kính mời Haiti ạ. Dạ nắm hoa bích hai giá. Dạ chị Hà Chi ơi, không có cầm mít được. Cảm ơn Tiền Vũ. Dạ kính mời cô Phúc Hạnh cầm mít ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Đức Phúc Hạnh xin đọc câu Pháp Cú 412 ạ. Vô tháp vô tháp bun nhan cha pa pan cha u pho sang gam mu bát cha ga aso kang vi ra chang sut đằng tam ma hằng ru mi ram ma năng. Vô tháp bun nhan cha pa pan cha u pho sang gam mu bát cha ga Vô là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, bun là trường âm nhấn, nan là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, ban là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ú là đoạn âm, phô là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá là đoạn gá, mú là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ga là trường âm thông thường. Vô tháp bùn nan chá pa pan chá u phô sang gám mút bát chá gà a sô cần vi ra chằng sút đằng tám má hằng ru vi rầm má năng. Á là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ví là ví giá là đoạn âm trong giọng nguyên âm, sút là trường âm nhấn, thân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, u là trường âm thông thường, mí là đoạn âm,
Gâm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm. Aso cần ví ra chằng suốt thần tám má hằng rù mi rầm má năng. Dô tháp bùn anh chá bà bàn chá ú phô sang gá mú bát chá gà. Aso cần ví ra chằng suốt đằng tám má hằng rù mi rầm má năng. Người sống ở đời này không nhiễm cả thiện ác, không sầu sạch, không bụi, ta gọi bà La Môn. Yo tha bun nhan nan cha pa ban cha u pho sang ga mu ba cha ga a so kang vi ja chang su thang tamahang ru mi jam ma nang. Dạ con xin xuống biết có sai chỗ nào, xin ngài chỉ sửa con. Con xin mời vị tiếp theo ạ. Xin chào đạo tràng. Thưa có nghe không ạ? Dạ thưa đạo tràng có nghe không? Dạ, dạ con xin cảm ơn ạ. À, con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con xin kính đảnh lễ Ngài Trí Đức và Sư Phụ Pháp Trang, quý bà và quý cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc kệ số 412 ạ. Yo tha pun nhan cha pa pan cha u pho sang ga mu pa cha ga. A so kang vi cha ra. A so kang vi ra chang sut tham ta ma hang ru mi pra ma nang. Con xin đọc lại. Yo tha pun nhan cha pa pan cha u pho sang ga mu pa cha ga. A so kang vi ra chang sut tham ta ma hang pru mi pa ma nang. Là con xin phân tách hai câu đầu. Yo tha pun nhan cha pa pan cha u pho sang ga mu pa cha ga. Yo là trường âm thông thường, tha là đoạn âm, pu là trường âm nhấn, năng là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, phân là trường âm nhấn, chá là đoạn âm. U là đoạn âm, phô là trường âm thông thường, sang là trường âm nhấn, gá mú là hai đoạn âm, tách cha gà, bách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ga là trường âm thông thường. Là con xin đọc hai câu 3 và 4 ạ. A so kang vi ra chang su thang ta ma hang pru mi pra ma nang. A là đoạn âm, so là trường âm thông thường, kang là trường âm đọc theo giọng âm, vi là đoạn âm, rá là đoạn âm, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sút là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Pru mí, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con xin kể. Yo tha pun nhan cha pa pan cha u pho sang ga mu pa cha ga mu pa cha ga a so kang vi ra chang su thang tamahang pru ni pramanang. Người sống ở đời này không nhiễm cả thiện ác, không sầu sạch, không bụi, ta gọi bà La Môn ạ. Con xin hết ạ. Và con xin quý ngài sửa cho ta và tạm tràng sửa cho con. Con xin mời vị kế tiếp ạ.
Dạ, sa thủ, kính cảm ơn chị Hải Thi. Nam mô Bụt Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Bình kính chào đạo tràng. Cảm ơn Thiền Vũ cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, con xin được trả bài câu pháp cú kinh số 412. Vô tháp buồn nhanh chấp bà banh chấp u phô sanh gấp hút bát cha gà á sợ căng quý ra chăng suốt thăng tam hăng su bí râm má năng. Vô tháp buồn nhanh chấp bà banh chấp u phô sanh gấp hút bát cha gà á sợ căng quý ra chăng suốt thăng tam hăng su bí râm má năng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Vô trường âm thông thường, thá đoạn âm, quân trường âm nhấn, năm trường âm nhấn, chá đoạn âm, ba trường âm thông thường, banh trường âm nhấn, chá đoạn âm, ú đoạn âm, khô trường âm thông thường, sanh trường âm nhấn, gá đoạn âm, ú đoạn âm, bách trường âm nhấn, chá đoạn âm, ga trường âm thông thường. Vô tháp buồn nhanh, chấp bà banh, chá ư phổ sanh, gấm cha gà. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Á đoạn âm, sơ trường âm thông thường, căn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rá chá hai đoạn âm, trăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, suốt trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. U phô san a so căn vi ra chăng suốt tăng tam hạng ru mi ram ma năng. Con xin ôn lại hết 4 câu. Vô tháp buồn nhanh chấp bà banh cha u phô san ca mút bát cha gà a so căn vi ra chăng suốt tăng tam hạng ru mi ram ma năng. Người sống ở đời này không nhiễm cả thiện ác, không sầu, sạch không bụi, ta gọi Bà La Môn. Dạ, con đọc có sai, phân tích có sai, con cung thỉnh Ngài và Đạo Tràng chỉ dạy cho con. Dạ, con xin được kể ạ. Vô thả buôn nhanh, trà bà banh cha, ô phô sanh ga, mù bạc cha ga. À sơ căn quy ra chăng số tăng tập ma hăng su mì sam ma năng. Vô tham vinh nhanh chà ba banh cha ô vô sanh ga mù bạch cha ga. À sơ căn quy ra chăng số tăng tập ma hăng su mì sam ma năng. Dạ, con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con không còn thấy bàn tay của vị nào nữa. Con cung thỉnh Ngài trở lại đạo tràng ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, một lần nữa con cung thỉnh Ngài Trí Đức trở lại đạo tràng. Bạch Ngài. Ngài đâu mất tiêu rồi. Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng thành kính cung thỉnh Ngài Trí Đức ạ. Thì giờ làm sao đây? Hằng Mai, cô tu nữ Tệ Duyên, Huynh Giang Nhật Hà, Nhật Quỳnh thấy có ba gì ở trước máy thôi. Bây giờ làm sao? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi quý vị. Lên đọc tiếp hả? À, Huynh Giang Nhật Hà, lên đọc tiếp đi Huynh Giang Nhật Hà. Alo, alo, Hồng Mai, lên đọc tiếp đi. Ngài, ngài chắc bận việc ở dưới chùa rồi, không thấy Ngài xuất hiện rồi. Lên đọc tiếp Hồng Mai, rồi, mời Hồng Mai nha. Đọc cho chừng nào nhìn nhiễn, chừng nào thấy Ngài có tín hiệu thì xuống nha, hoặc là có bàn tay ai thì xuống nha. Alo, dạ, thưa chị, cái máy của em là không thấy được cái bàn tay của ai giơ lên hết. Vậy thì nhờ chị với Giang Nhật Hà là có bạn nào mà giơ tay hoặc là sư vô thì báo cho em biết ạ. Xin đọc.
Yo tháp buôn nhanh chát pa pành chát u phô sang gá mô bách chá gà á sô càng nguyết á chàng sút thằng tá na hằng phù mít vầm má nằng. Yo tháp buôn nhanh chát pa pành phô sang gá bách chá gà á sô càng nguyết á chàng sút thằng tá na hằng phù mít vầm má nằng. Xin phân tích câu 1 và câu 2. Yo thông thường thá đoạn âm tăng nha. Tăng nhanh là hai trường âm nhấn, chá đoạn âm, pa trường âm thông thường, tăng trường âm nhấn, chá đoạn âm, ú đoạn âm, phô trường âm thông thường, sang trường âm nhấn, gá, mú hai đoạn âm, tách trường âm nhấn, chá đoạn âm, ga trường âm thông thường. Vô tháp vun nhanh chá pa tăng chá ú phô sang gá bú tách chá gà. Câu 3 và câu 4. Á đoạn âm, xô trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý rá hai đoạn âm, trăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, suốt trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, brum trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á sô căng viết á chăng xuất thăng tá má hằng vù mi vầm má năng. Xin đọc hết câu lại câu 412. Vô tháp vùn nhanh cha ta bành cha ú phô xá sẵn gà mu bách cha gà. Á sô căng viết á chăng xuất thăng tá má hằng vù mi vầm má năng. Yo tháp vun nhanh cha pa panh cha u phô sang ga mu pách cha ga. A so căng viết ra chăng sút thăng ta ma hăng phù mi phòm ma năng. Dạ xin đọc kệ ạ. À. Yo tháp vun nhanh cha pa panh cha u phô sang ga mu pách cha ga. A so căng viết ra chăng sút thăng ta ma hăng phu mi pram ma năng. Yo tháp vun nhanh cha ta panh cha u phô sang ga mu panh cha ga. A su căng vi ra chăng su thăng ta ma hăng phu mi pram ma năng. Người sống ở đời không nhiễm cả thiện ác, không sầu sập không bụi, ta gọi bà La Môn. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, xin mời Thiện Vũ ạ. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ không? Chị Thiện Vũ như đọc rồi mà. Chị Thiện Vũ đọc khi nãy rồi. Sao mời nữa à, chứ không mai đọc bài này hay á, dòng kinh đọc rất là hay, chuẩn rõ ràng, nhưng mà khi tụng kinh Tam Bảo tại sao giống như hụt hơi à, những trường âm á, thì coi như à, đọc dừng lại, mà đọc dừng lại với cái giọng ngắn, giọng ngắn, cho nên khi mà chúng ta tụng kinh thì chúng ta phải phân bổ cái hơi của chúng ta, khi dừng lại phải kéo dài ra một chút. Sẽ không may tụng kinh Tam Bảo thì đọc cũng rõ chứ không phải là không, nhưng mà tới cái trường âm thì coi như giống như dừng lại mà nó hơi ngắn. Chúng ta dừng lại phải kéo dài, dừng lại phải kéo dài. Ví dụ như câu Phật ngôn này, câu số 2, đọc 2 câu thôi, thì chúng ta thấy nó rất là nhẹ nhàng. Yô tha bùn nhằn cha bà bành cha u phô sẵn gâm mụ bạc giá gà. Tới chữ gà này chúng ta dừng lại. Rồi chữ bùn nhằn lại đọc là bành nhằn nữa chứ. Trời ơi, sao chỉ còn mai hôm nay. Phân tâm ha, không sao không? À, vậy không có từ ai nha, bởi vì ở đây
có cái câu tiếng Việt này, không nhiễm cả thiện ác, đúng và sai. Đúng là phải tán thán, sai thì phải sửa sai. Cho nên quý vị thông cảm mà. Không phải khi nãy giờ ngủ đâu nghe. Chỉ có ba vị đầu tiên á, chúng tôi tặng hoa để khích lệ. Còn những vị khác, hôm nay quý vị đọc rất là hay. Đó là một sự thành công. Mười mấy người đọc được, chứ đâu phải là một hai người đâu. Thỉnh hai coi hả? Thỉnh chi vậy? Cái vấn đề tới lúc nào phải dừng lại. Tới 6 giờ rưỡi mới dừng lại mà. Bây giờ mới 5 giờ 36, còn gần cả tiếng đồng hồ nữa. Thì bây giờ đi vô nội dung ha. Vô tha bùn nhành chá bà bành chá. Câu đầu tiên chúng ta có ba từ. Ý nghĩa của những từ này như thế nào? Chữ vô tha tức là do chữ vô và chữ ý tha. Vô là người nào, ý tha là ở trên đời này. Tức là ở trên đời này người nào, đó là chữ vô tha. Chữ thứ hai, bây giờ coi như hồi nãy cái này kêu gọi hết hơi rồi, cái bây giờ thì ai không có ăn có chát lên mà mời Xích Như Quang ha. Vô tha là ở trên đời này người nào, làm sao nữa? Bùn nhanh chá, chữ bùn nhanh chá do chữ bùn nhá. Bùn nhá là một danh từ trung tính, akrantanapum sakalinga. Và chữ bùn nhá này được chia theo đối các số ít. Đu tì giao vì phát tí ê có quá trình á. Cho nên chữ bùn nhá biến thành chữ bùn nhân. Nhưng mà chữ bùn nhân á là cộng thêm chữ chá phía sau. Cho nên nó thành bùn nhân chá. Chá có nghĩa là và. Mà chữ bùn nhân là việc thiện. Và việc thiện. Rồi sao nữa? Ba bành chá. Ba bành chá do chữ ba ba. Mà ba ba ở đây nó là một danh từ trung tính, akrantanapum sakalinga. Và ba ba được chia theo đối các số ít. Đu tì giao vì phát tí ê cấu ở chẳng há. Cho nên ba ba biến thành ba bằng. Ba bằng cộng thêm chữ chá sao nữa. Tức là ba việc ác ha. Ba việc ác. Nhưng mà chúng ta thấy khi đi liền của chữ cha thì chữ năng không còn nữa mà nó biến thành chữ năng ha, pun năng cha ha, hoặc là ba ban cha ha, ba việc thiện và việc ác. Sao câu này phải đi chung với câu số 2 nó mới có ý nghĩa ha. Một câu thì nó có ý nghĩa nó cục bộ, nhưng mà hai câu thì bổ sung cho nhau. U phô sằng ga mu bát cha ga. U phô sằng ga mu bát cha ga. Chữ u phô do từ u phá. Đây là một tính từ ha. Nhưng mà u phá được chia theo đối cách u phá được chia theo chủ từ bạch tham á cái câu của cha nói về phá tí. U phá biến thành u phô, thì u phô ở đây có nghĩa là cả hai, là hai tức là nói về thiện và ác đó, thì cả hai u phô. Rồi sằng ga mu bát cha ga, sằng ga mu bát cha ga. Chữ sằng ga cộng
u bát cha gà. À, chữ sanh gá nó là một danh từ nam tính ha, và chữ sanh gá này được chia theo đối các số e đối tỷ gia quỷ phát tỷ e câu quá trình a. Sanh gá biến thành sanh gần. Sanh gần là cái sự quyến luyến, sự trói buộc. Sanh gần sự quyến luyến, sự trói buộc. Rồi u ba bát cha gà, u ba bát cha gà, đây là một cái động từ, à, động từ quá khứ số ít. À, chúng ta thấy upa là một tiếp đầu ngữ, ati cũng là một tiếp đầu ngữ, à, và cái căn ngữ ở đây tức là căn ngữ gam do cái động từ gacchati. Upa bacchaga, động từ này cho chúng ta ý nghĩa là vượt lên hay là đã thoát khỏi, vượt lên hay là đã thoát khỏi. Vậy thì à, câu 1, câu 2, câu 1, câu 2, sân gá sự quyến luyến sự chế buộc, ô bông bách thế nhà, vượt lên đã thoát khỏi. À, đúng rồi. Vậy thì vô tháp bồn nhành cha bà bành cha ú bồ sần ra mục bạch cha gà. Người nào ở trên đời này vượt lên khỏi sự quyến luyến của cả hai việc thiện và ác, người nào ở trên đời này vượt lên khỏi sự quyến luyến của cả hai việc thiện và việc ác. À, hai câu bổ sung cho nhau thì chúng ta thấy ý nghĩa nó trọn vẹn ha. Cho nên quý vị cố gắng đọc lần hai câu ha. Đọc từng câu một ha, thì nghe nó nhắc gừng, nó đứt khúc, mà đọc lần hai câu thì ý nghĩa nó bổ sung cho nhau rõ ràng hơn. Người nào ở trên đời này, ở trên đời vượt lên cả sự quyến luyến cả hai việc thiện và việc ác. À rồi, bây giờ qua câu số 3. Câu số 3, câu số 3, aso cần với ra chẳng xuất thần. Aso cần với ra chẳng xuất thần. Câu số 3 có 3 từ. Aso cần, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ á ở phía trước có nghĩa là không. Sô cần do cái từ sô cá. Sô cá nó là một danh từ nam tính. Á rân tá phung linh gá. Sô cá có nghĩa là buồn rầu. À, và á sô cá có nghĩa là không có sự buồn rầu. Và chữ sô cá này được chia theo đối các số ít đối tỷ gia quỷ phát tiê các quá trình á. Cho nên á sô cá biến thành á sô cần. Á sô cần là không có sự buồn rầu, không có sự buồn rầu. Từ thứ hai, vi ra chăng, vi ra chăng. À, quý ra chẳng tiếp đầu ngữ quý có nghĩa là không, là khỏi, là lìa. Rồi chữ ra chẳng, à, do cái từ ra cha. Ra cha nó là một danh từ nam tính. Akron tập phùng linh ga. Và chữ ra cha này cũng được chia theo đối các số ít đu tỷ giáo quy phát tí e câu quá trình a. Cho nên quy ra cha biến thành quy ra chăng. Quy ra chăng là không ô nhiễm, không ô nhiễm. Rồi à, chữ cuối cùng là sốt thân. Sốt thân do căn ngữ sốt, à, do căn ngữ sốt. Và sutta ở đây
cũng được chia theo đối các số ít đối tỷ gia quỷ pháp thi ê câu quá trình á, cho nên sút thá biến thành sút thần. Sút thần đã được trong sạch, sút thần là trong sạch, nhưng mà cái dạng quá khứ phân từ, cho nên chúng ta thêm chữ đã ở phía trước, đã trong sạch hay là đã được trong sạch. Và cuối cùng tamahang pru mi brahm mat nang, ta gọi vị ấy là bà la môn. Câu cuối một dễ quá ha. Như vậy câu Phật ngôn 412 cho chúng ta ý nghĩa: người nào ở trên đời này vượt lên khỏi sự quyến luyến của cả hai việc thiện và việc ác, không sầu muộn, không ô nhiễm, được trong sạch, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Người nào ở trên đời này vượt lên khỏi sự quyến luyến của cả hai việc thiện và việc ác, không sầu muộn, không ô nhiễm, được trong sạch, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: người đã vượt thoát hai điều, cả thiện và ác, phiêu diêu cõi ngoài, không bụi bặm, chẳng sầu ai, những người như vậy thiện tài, Bà La Môn. Người đã vượt thoát hai điều, cả thiện và ác, tiêu diêu cõi ngoài, không bụi bặm, chẳng sầu ai, những người như vậy thiện tài, Bà La Môn. Ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ Ngũ Ngôn: người sống ở đời này không nhiễm cả thiện ác, không sầu sạch, không bụi, ta gọi Bà La Môn. Người sống ở đời này không nhiễm cả thiện ác, không sầu sạch, không bụi, ta gọi Bà La Môn. À, như vậy trong các vấn đề tự vấn, à, quý vị thấy có chỗ nào rắc rối thì tự nhiên ha. Rồi, chìm lưu ha. Bây giờ chúng ta đi vào duyên sự. Câu Phật ngôn 412 nói lên ý nghĩa vị thánh tăng, một vị thánh tăng vô lậu. Tức là cái vị thánh tăng này mặc dù mới có 7 tuổi, nhưng mà Đức Phật gọi đó là một vị trưởng lão. Quý vị thấy hiểu không? Đó là vị trưởng lão Rê Quát Tá. Quý vị biết cái vị Sa Di Rê Quát Tá này xuất thân ở đâu, bà con dòng họ với ai, và cái duyên sự như thế nào. Thôi bây giờ hỏi em út của ngài Sariputta, cái gì Thích Nhật Quỳnh cũng biết hết trơn vậy. Vậy thôi học chi nữa, biết nhiều quá, giỏi quá rồi. Rồi bây giờ chúng ta giống như Thích Nhật Quỳnh, chúng ta tìm hiểu cái nguồn cội của vị Sa Di Rê Quát Tá này. Lấy nó luôn hả? Nhớ không biết đúng hay không. Rồi, đúng hay không, bây giờ nghe duyên sự ha. Khi mà Đức Phật người tại chùa Kỳ Viên, ngài đề cập đến một vị trưởng lão tên là Rê Quát Tá. Mà cái vị này xuất thân từ đâu mà có cái biệt danh này? Tức là cái vị trí của cái vị Sa Di Rê Quát Tá này là ở trong keo, tức là một cái khu rừng keo gai chứ không phải là keo bình thường ha. Cho là quá khứ, khi mà ngài Sariputta từ bỏ cái gia sản mà trị giá đến 870 triệu đồng tiền vàng, tức là một số tài sản rất là lớn, bởi vì xuất thân trong một gia đình trưởng giả mà,
rồi ngài đi xuất gia. Và ở nhà còn lại ba chị em gái nè, à, tức là Chala là một ha, Upachala là hai ha, Sisuchala là ba, à, tức là còn là ba chị em gái, rồi với ba người em trai, ba người em trai, tức là ngài Sariputta cho những người em gái đi xuất gia, rồi hai người em trai lớn, tức là Chunda và Upasena cũng cho đi xuất gia luôn. À, ở nhà còn lại một người em út tên là Rewata, em út là người là Rewata. Thì bây giờ bà Sari á, là mẹ của ngài Sariputta mới nghĩ là con trưởng nam của ta là Sariputta, nó đã từ bỏ tài sản khổng lồ như thế này mà đi tu, rồi cho ba chị em gái cùng hai đứa em trai cũng đi tu luôn, còn lại Rewata ở nhà một mình. Nếu mà cái thằng út này xuất gia nữa thì tài sản của ta sẽ bị tiêu hoại, dòng dõi của ta sẽ bị gián đoạn. Trong khi Rewata mới có 7 tuổi à, thì phải lập gia thất cho nó để buộc chân nó lại, không cho nó đi tù. À, và ngài Sariputta cũng tiên liệu à, mới dặn dò chư tăng: này các đạo hữu, nếu như Rewata có đến đây xin xuất gia thì quý vị cứ tư tiền cho Rewata xuất gia. Song thân của bần tăng là người tà kiến, không phải đi hỏi ý kiến của ông bà mà làm gì. Bần tăng sẽ thay thế quyền làm cha mẹ của Rewata cho phép là được rồi. À, bà Sari, à, thân mẫu của ngài Sariputta, à, biết rằng con trai mình mới có 7 tuổi đầu, nhưng mà vì muốn lấy cái sự dây tình để ràng buộc chân của đứa con trai lại, nên bà tìm một nơi môn đăng hộ đối hỏi vợ cho cậu bé. Và đến ngày ấn định lễ cưới, bà lo trang điểm cho công tử thật là tươm tất, à, dắt theo rất là đông họ hàng bên trai đi đến bên Suya đàn gái. Khi hai họ nhóm họp cử hành lễ cưới thì thân bằng quyến thuộc mới đến chúc tụng hạnh phúc, à, lứa đôi cho đôi trẻ vị thành niên này. Một bà cụ 120 tuổi, à, lưng còng, à, mắt mờ, tai điếc, à, chống cây gậy, à, cầm bát nước xối lên tay cô dâu chú rể và đặt chúc cốt cho hai con duyên ưa phần đẹp, tuổi thọ sống lâu như lão như thế này nè. À, công tử Rewata ơi, cái chuyện là bị Ấn Độ thắc mắc chi vậy, nghe đã, chứ Kim Nhung rất đối quá. Cái chỗ này mới quan trọng này. Công tử Rewata mới có 7 tuổi ha, nhưng mà khẽ nghe bà cụ 120 tuổi, à, chúc cho các con được như cụ thế này này, à, tức là ám chỉ là tuổi thọ sống lâu như bà cụ. Nhưng mà công tử Rewata nhìn bà cụ rồi nhìn cô dâu, wow, một sự khác biệt. Cô dâu đẹp như vậy mà được so sánh với bà cụ, à, và công tử Rewata mới suy nghĩ một trời một vực, một ngày nào đó vợ ta cũng giống như bà cụ này thì hạnh phúc là cái gì. À, cho nên, à, công tử Rewata khi nghe cô chúc, à, là sẽ được, à, giống như bà cụ, thì thấy cái thân hình bà cụ tự nhiên kinh cảm. Cho nên
Cho nên cậu bé này mới suy nghĩ, thân thể con người đến tuổi già nua thì phải chịu thay đổi cái sắc thái như thế này. Vậy thì ta phải gặp anh của ta Sariputta. Hôm nay ta phải bỏ nhà đi xuất gia mới được, bởi vì thấy sự vô thường đã hiện rõ trên hai người, một người vợ, một người bà. Rồi khi họ trai rước cô dâu lên ngồi chung xe với chàng rể, mọi người đồng lấy xe của mình đi theo hộ tống. Công tử Rewata chốc chốc lại giả thầm đau bụng muốn đi tiêu, cho nên kêu xe dừng lại cho cậu xuống và chờ cậu trong giây lát. Mỗi lần xuống xe như vậy, cậu đi vào trong bụi rộng, ngồi nán lại một chút rồi đi ra. Cứ việc lý lẽ này lý lẽ kia để xuống xe lên xe như thế mãi, và thân mình quyến thuộc của cậu cũng không gìn giữ cậu chặt chẽ nữa, vì nghĩ rằng ồ, nó lên cơn khùng rồi, ăn uống nhiều quá cho nên bị tạt áo được. Rồi một lúc sau, công tử Rê Quỳnh Tá cũng viện lẽ là cần phải đi giải một chút, xuống xe và bảo quyến thuộc: bà con cô bác đến xe về trước đi, tôi sẽ thủng thẳng về sau, đây về nhà đâu có xa đâu. Và nói như vậy rồi cậu ta xuống xe đi ngay vòng rộng. Các quyến thuộc thân nhân của cậu tưởng cậu sẽ theo sau, cho nên đến xe đi luôn về nhà. Cậu Rewata từ đó thoát khỏi, chạy đến một trú xứ nọ, gặp 30 vị tỳ khưu trú nơi đó, mới đánh lễ chư tăng và nói: bạch các ngài, xin các ngài cho con được xuất gia. Chị Tăng mới nói: này đạo hữu, đạo hữu ăn mặc sang trọng, trang sức lộng lẫy như thế này, nhưng mà chư tăng chúng tôi không biết đạo hữu là hoàng tử con của vua hay là một công tử con quan đại thần, thì làm sao chúng tôi dám cho đạo hữu xuất gia. Nói như thế thì ngài không biết con hay sao? Ô, chúng tôi không biết, con là em út của ngài Sariputta. Khi mà nghe tên Sariputta thì Chư Tăng mới biết. Mình hỏi lại: nếu vậy đạo hữu là em út của trưởng lão Sariputta phải không? Dạ, bạch các ngài, phải ạ. Nếu vậy thì hãy đến đây, anh của đạo hữu đã cho phép đạo hữu xuất gia rồi. Và Chư Tăng bảo công tử Rewata cởi bỏ đồ trang sức, cất để một nơi, hành lễ xuất gia cho cậu xong, và gửi thơ báo tin cho trưởng lão Sariputta biết. Khi biết được tin này, trưởng lão Sariputta vào bạch với Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, các vị tỳ khưu hạnh đầu đà ẩn lâm đã cho Rewata xuất gia và gửi thơ báo tin cho con biết. Con xin được đi thăm Rewata và sẽ trở về. Chấp nhận bảo với trưởng lão Sariputta. Dạ chúc. Hậu chiến nhà loạn nè. Đạp á. Thì ghê thật khổ vậy nè. Nuôi chó cũng làm loạn luôn. Khi mà ngài Sariputta xin phép Đức Phật và đi thăm người em, nhưng mà Đức Phật không cho. Đức Phật mới bảo: khoan đi Sariputta. Rồi một thời gian sau, ngài Sariputta cũng xin phép Đức Phật. Đức Phật cũng không cho đi: khoan, hãy chờ Sariputta, để rồi Như Lai sẽ cùng đi nữa. Nói về vị Sa Di Rewata, sau khi mà đã xuất gia, mới nghĩ rằng nếu mà ta ở lại nơi đây, người nhà sẽ theo dấu tìm bắt ta về. Cho nên ông đi đến với Chư Tăng, xin Chư Tăng dạy về đề mục để tu tập. Khi mà thọ trì đề mục xong,
thì vị sa di đắp y mang bát đi văn du hành đạo, đi xa khoảng 30 giao tuần, đi đến một cây rừng keo và an cư mùa mưa ở nơi đó, rồi đắc chứng A La Hán với tuệ phân tích trong thời gian an cư nhập hạ. Ngài Sariputta sau khi lễ từ tứ xong lại đến xin phép Đức Phật để đi thăm em. Đức Phật bảo: Này Sariputta, Như Lai cũng đi nữa. Rồi Ngài khởi hành dẫn 500 vị tỳ khưu đi cùng. Đi được một khoảng đường dài, đứng trước một con lộ rẽ, thì Đức Phật Ngài Ananda mới hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, có hai lối đi đến chỗ ngự của Rewata. Cái lối đi này nó dài đến 60 giờ tuần, nhưng mà có nhà cửa dân chúng. Còn một cái lối đi này tuy chỉ có 30 giờ tuần, nhưng mà lại không có nhà cửa, có phi nhân trấn giữ. Vậy thì chúng ta nên đi lối nào? Này Ananda, có tỳ khưu Siwali cùng đi với chúng ta không? Bạch Đức Thế Tôn: Dạ có. Nếu mà có có tỳ khưu Siwali đi, thì hãy đi theo con đường ngắn, có phi nhân, không có nhà. Và theo truyền thuyết thì Đức Phật không có nói ta sẽ làm cơm, làm cháo phát sinh cho các vị tỳ khưu. Các vị tỳ khưu đi theo con đường thắng, vì Ngài biết cái phần cúng dường phát sinh đến Chư Tăng là do phước của vị tỳ khưu Siwali. Cho nên Ngài bảo rằng nếu mà có tỳ khưu Siwali cùng đi thì chúng ta đi theo con đường thẳng đầy chông gai. Và trong khi Đức Bổn Sư đang nói theo cái lộ trình đó, thì Chư Thiên mới nghĩ: Chúng ta sẽ cung nghinh trưởng lão Siwali của ta, và cứ cách một giao tuần trở lại chứ không có xa, thì Chư Thiên dựng lên một ngôi chùa. Cứ mỗi sáng tinh sương thức giấc là Chư Thiên mang vật thực, nhất là cháu trời, đến chùa đi lanh quanh hỏi thăm trưởng lão Siwali của ta ngồi ở đâu, trưởng lão ngồi ở nơi đâu, ở chỗ nào, và cúng dường lễ phẩm đến trưởng lão Siwali. Ngài Siwali mang lễ vật của Chư Thiên tặng mình, đem dâng cúng đến Chư Tỳ Khưu Tăng và có Đức Phật cầm đầu. Đức Phật cùng với tăng chúng tùy tùng đã trải qua một đoạn đường xa 30 giao tuần một cách an vui như thế là nhờ oai lực phước báo của trưởng lão Siwali. Về phần trưởng lão Rewata, khi mà biết tin Đức Bổn Sư sắp đến, liền cho xây cấp một hương thất là chỗ ngự riêng của Đức Thế Tôn, rồi cho cấp tiếp 500 cái cốc nóc nhọn để cho Chư Tăng, dọn 500 con đường đi kinh hành cùng với 500 chỗ che mưa che nắng ban ngày. Đức Phật Ngài an ngự ở nơi trưởng lão Rewata độ một tháng. Trong khoảng thời gian đó, tất cả vật dụng phát sinh lên đều do Chư Thiên, đều do oai lực phước báo của Thánh Tăng Siwali. Lúc bây giờ có hai vị tỳ khưu cao hạ vì không hoan hỷ với việc Đức Bổn Sư ngự đến rừng keo, nên đã nghĩ tưởng như thế này: tỳ khưu Rewata này mãi lo tạo tác bao nhiêu là chỗ ở mới thì làm sao mà thực hành sa môn pháp được. Đức Phật ngự đến nơi đạo tràng Tân Tạo này là do Ngài coi theo mặt, vì đây là công trình của em trai út của Ngài Sariputta. Sáng sớm ngày thứ ba, trong khi quan sát về thế gian, Đức Phật thấy được hai vị tỳ khưu này và biết được ý nghĩ trong tâm của họ.
Cho nên sau khi ngự tại nơi đó có một tháng, thì đến ngày ra đi, Đức Bổn Sư dùng thần thông khiến cho hai vị ấy lãng quên những dụng cụ lặt vặt của mình, như là dầu, bình nước, giày dép, vân vân. Sau khi quyết định khởi hành, Đức Phật đi ra khỏi ranh chùa. Lúc bây giờ Ngài mới xả thần thông ra. Khi đó thì hai vị tỳ kheo cao hạ mới sực nhớ rằng mình còn bỏ quên thứ này thứ nọ. Hai vị mới rủ trở lại chùa để tìm kiếm. Vì không nhận định được phương hướng của chùa, hai vị này tuôn bờ lướt bụi qua khu rừng keo đầy gai góc một hồi, mới thấy đồ đạc của mình treo toàn ten ở trên một cây keo, để xuống rồi đem đi. Trên đường về, Đức Phật cũng dẫn tăng chúng đi, cũng mất hết một tháng, nhưng mà vẫn an vui nhờ nương vào phước báu của trưởng lão Si Quả Lý. Đức Phật ngự vào trong phương tự. Sáng hôm sau, hai vị tỳ kheo cao hạ rửa mặt xong, rủ nhau lại đến đồ cháo nơi nhà của bà đại chúng nữ Visakha. Đây là một vị nữ thí chủ cúng dường vật thực đến khách tăng. Và khi đến nơi đó, hai vị trưởng lão dùng cháo và đồ ngọt rồi ngồi nghỉ. Bà Visakha mới hỏi: Bạch hai ngài, chắc hai ngài cũng có đi với Đức Phật đến chỗ ngự của trưởng lão Rê Quạt Tá phải không? Phải đó, này bà đại thiên nữ. Bạch hai ngài, chỗ ngự của trưởng lão Rê Quạt Tá có ngoạn mục hay không? Có gì đâu mà ngoạn mục, chỉ toàn là những cái keo gai, nó rậm rạp y như chỗ ngủ của giống ngạ quỷ vậy thôi. Có gì đâu mà ngoạn mục mà đẹp. Rồi cũng liền khi đó có hai vị tỳ kheo trẻ đến. Bà tiên nữ cũng dâng cháo bánh ngọt đến hai vị này và cũng hỏi thăm chỗ ngủ của trưởng lão Rê Quạt Tá. Thì hai vị sau mới đáp rằng: Ô, đẹp không thể tả bà tiên nữ ơi. Cái chỗ ngủ của trưởng lão Rê Quạt Tá chẳng khác nào là cái cảnh giới mà hiện ra bằng thần thông của chư thiên. Khi nghe như vậy thì bà thiên nữ Visakha mới nghĩ thầm: Hai vị đến trước thì nói khác, hai vị đến sau thì nói khác. Chắc lẽ hai vị thì kêu trước có quên lãng cái gì đây, cho nên đã chạy ngược lại lúc Đức Phật đã xả thần thông. Còn hai vị đi sau trong lúc Đức Thế Tôn còn thị hiện thần thông. Nhờ tự mình có trí tuệ sáng suốt, cho nên bà Visakha biết rõ vấn đề này là như vậy. Nhưng bà cũng chờ cho đến việc đánh lễ Đức Phật và hỏi lại. Ngay lúc đó thì Đức Bổn Sư cùng với chư tỳ kheo tăng đến nhà của bà Visakha, ngồi trên bảo tọa đã soạn sẵn. Sau khi cung kính phục vụ chư tăng có Đức Phật cầm đầu, đến cuối bữa ngọ, bà Visakha đảnh lễ Đức Phật và hỏi cặn kẽ: Bạch Đức Thế Tôn, trong số các vị tỳ kheo cùng đi chung với ngài, có nhóm thì nói rằng chỗ ngủ của ngài Rê Quạt Tá là cái khu rừng rộng đầy keo gai, có chỗ thì nói rất là ngoạn mục, vậy thì chỗ ấy như thế nào? Nghe bà hỏi như vậy thì Đức Phật mới nói: Này bà tiên nữ, dầu là làng mạc hay rừng rậm cũng vậy, hãy nơi nào mà có một vị A-la-hán định cư thì nơi đó không còn những sầu muộn khổ đau, mà phong cảnh ở đó rất là ngoạn mục. Và Đức Phật ngài đã nói rằng dầu ở rừng núi chơi vơi, xóm làng gò trũng hay nơi đất bằng, chỗ nào có la hán tăng thì quên vùng đó cảnh hằng an vui. Và một thời gian sau, chư tăng mới đem cái vấn đề này ra luận bàn.
Tại sao Ngài Vê-quát-ta, một vị mà sống một mình, độc cư nhàn tịnh, thời gian nào để xây cấp chùa chiền, hương thấp cho Đức Phật, rồi những con đường đi kinh hành cho chư Tăng, và sống một mình như vậy, tại sao lại có nhiều phục vụ cho chư Tăng rất là đầy đủ? Thì sự thắc mắc đó đã đến tại Đức Phật, và Đức Phật đã hỏi vì có chuyện gì. Tức là các vị tỷ kheo đó mới nói rằng, kỳ diệu thay, một sa di mà có nhiều lợi đắc như thế, một vị mà có thể kiến tạo 500 ngôi tịnh thất cho cả 500 vị tỷ kheo, luôn cả một hương thật của Đức Phật. Khi mà thắc mắc như vậy thì Đức Phật mới ngửi đến và nói rằng, này chư tỷ kheo, thiện hay ác, con của Như Lai chẳng còn nữa. Cả hai thiện ác đấy, con của Như Lai đã thoát ly rồi. Và Ngài nói lên câu Phật ngôn, vô tháp bùn nhanh cha bà bàn cha ú khô sân ra mục bách cha gà á sô cần với là chân suốt thân tâm hận cù miệt rầm mã năng. Người sống ở đời này không nhiễm cả thiện ác, không sầu, sạch không bụi, ta gọi bà là môn. Và trong duyên sự này thì chúng ta thấy sa di lậu thủ tận Rê Quách Hà được sự tăng dương của tăng già, cốc cốc giữa rừng kêu hẻo lánh, hộ 500 chúng với Phật Đà. Phật dạy, con người đã thoát ly, hai bên tổ phước chấp làm chi, sa di vô cấu vô ưu tịnh, ta gọi là bà la môn vô tịnh ưu. Như vậy thì duyên sự của Phật ngôn này đã kết thúc, và thời gian còn lại để cho quý vị thảo luận. Alo, xin mời bàn tay quý vị có ý kiến thế nào về câu Phật ngôn này. Em Lùi nè, hồi nãy chị Kim Nhung thắc mắc cái gì đấy, chát lên đó. Kim Nhung hồi nãy thắc mắc cái gì đấy nè. Có mất biểu à? Có mất biểu rồi, mà gì? Mới 7 tuổi mà đám cưới ha. Rồi thắc mắc thì hỏi đi. Mời chị Kim Nhung. Alo, chị Kim Nhung đâu rồi? Ủa, sao Kim Nhung vậy nè? Rồi, ai thì còn cái mic để xài, không chụp thì nó rất bể nè. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Kính chào các anh chị. Dạ, kính chào kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con kính thưa sư, con nghe cái câu duyên sự của cái bài này thì con rất là hoan hỷ, là một vị mới có 7 tuổi mà đắc A-la-hán. Nhưng mà trước khi đắc A-la-hán thì vị này mới 7 tuổi mà do gia đình không muốn mất có một người nữa đi tu, mà muốn để một người cuối cùng để nối dõi dòng dõi. Rồi mới có 7 tuổi mà đám cưới, thì con cũng không hiểu được tại sao mà mới 7 tuổi mà đã làm đám cưới. Mà mới 7 tuổi thì làm gì biết cái gì mà làm đám cưới, là con chỉ có thắc mắc chỗ đó thôi thưa sư. Thì sư có nói đó là phong tục của bên Ấn Độ thì con cũng hiểu là như vậy, nhưng mà tại con thấy có mới 7 tuổi đâu có biết gì đâu ạ. Dạ, con chỉ thắc mắc phần đó thôi thưa sư. Con rất là hoan hỷ ạ. Còn về cái bài này thì nói là về vị A-la-hán không có dính mắc giữa thiện và ác, thì chúng con nghe thì chúng con biết được như vậy và hoan hỷ.
Chứ về phần này thì tụi con cũng chỉ biết đến như thế, theo mình những gì mình nghe được thì mình biết như vậy, chứ còn tụi con cũng không dám bàn sâu vô về những cái vấn đề này của các vị đã đắc A-la-hán. Dạ, con chỉ thắc mắc cái khúc là mới 7 tuổi chưa biết gì mà đã biết là vô thường, thấy bà nội, thấy một cụ già như vậy mà mình nghĩ là mình đến một lúc nào đó cũng như vậy, vợ mình cũng như vậy, thì đúng là như chị Nhược Huỳnh nói là đầy đủ trí tuệ và túc duyên, thì con rất là thán phục. Dạ, con xin xuống mic, con kính tri ân sư ạ. Dạ, con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang biết con không nữa, và các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Ủa, mà bà Nhật Quỳnh muốn lên đó hả? Cô Kim Dung, cô người Bắc mà sao cô không biết? Ở Việt Nam, ở ngoài Bắc cũng có tục lệ gọi là tảo hôn đó. Lúc mà tôi còn nhỏ, tôi học Việt văn, cô giáo Việt văn tôi cũng nói cái tục tảo hôn. Tôi không biết tảo hôn là cái gì. Thì cô giáo sư Việt văn của tôi giải thích là tảo hôn có nghĩa là những người giàu có đó, họ cưới vợ cho con trai của họ trong khi con trai của họ còn rất nhỏ, mà còn cái người vợ đó, cái người vợ của người con trai của họ đó có thể là lớn tuổi hơn nữa, tại vì họ làm một việc, một công hai việc, tức là cưới vợ cho con trai của mình. Một là con trai mình còn nhỏ, có người chăm sóc con trai mình, rồi có người làm công việc nhà cho mình nữa để khỏi mất công mướn người làm nữa. Thì lúc mà tôi coi cái phim Lá Sầu Riêng đó thì cũng có trường hợp giống như vậy. Tôi cũng hiểu tại sao Việt Nam có cái tục lệ đó, thì cô vị giáo sư nói là cái gió nhiễm từ bên Tàu á, không biết có đúng không nữa. Thì tôi nghe vậy thì cũng lúc đó cũng không có giấy tờ hay cái gì đấy mà research để coi biết là đúng hay sai. Thì nghe vậy thôi. Còn vấn đề của vị A-la-hán mà có 7 tuổi à, mà ông cái ngài Revata này có nhiều cái thần kỳ lắm. Chẳng hạn như có 7 tuổi à, mà ổng khôn lắm. Ổng trong lúc mà cưới đó đi xe đó, ổng cứ giả bộ đau bụng, ổng ăn cái gì đó, ổng ôm bụng kêu la, ổng đau bụng rồi ổng đi xuống, ổng đi tè, ổng đi tùm lum hết. Riết cho làm mấy cái người mà theo hầu ổng cũng mệt chán nữa, rồi ổng đợi cho mấy người đó chán rồi ổng bỏ ổng chạy luôn. Mà một mình ổng, như một mình ổng có thể đi tới 120 dặm đó cô. Một đứa trẻ 7 tuổi thôi đi 120 dặm luôn, rồi đi vô trong rừng để mà tu luôn, rồi mới có mấy tháng thì thì đã thành A-la-hán. Đối với những cái việc của những vị mà A-la-hán đầy đủ trí tuệ, đầy đủ ba la mật đó, cái chuyện giống như là chuyện thần kỳ giờ đối với mình vậy đó. Họ trí tuệ, họ tức là giống như cái ly nước đó đầy rồi, đụng vô rung rinh là nó tràn ra thôi, chứ không có thể diễn tả, không thể nói được. Có những vị mà lúc mà truyền cái lễ mà đi tu đó, lúc mà xuất gia đó, cái người mà cạo đầu cho cái vị đó cũng còn nhỏ tuổi, cạo chưa cái xong cái đầu đó, là họ đã đắc A-la-hán rồi. Rồi có những vị là ý khú đó, nó đầy đủ rồi, nói nó gặp Đức Phật xong là thành A-la-hán luôn, làm sao nói được. Nó 1200 năm, 50 vị ý khú đó, trong cái lễ mà Makkha Puja đó, đó là vậy đó. Có những chuyện thần kỳ lắm, với cái trí tuệ bình thường của mình á, học chưa đâu tới đâu, nó tùm lum tùm la, không chưa chút xíu không biết tới đâu nữa, làm sao mà diễn tả hết được. Là những chuyện đó rất là thần kỳ, nó là những vị này cứ tới là đọc thôi, giống như những câu kinh Pháp Cú này nè,
Đức Phật nói cho một người đó là cho nói một câu bốn câu một bài kinh Pháp Cú có bốn câu kệ giống vậy, bốn hàng đó, một đống người vô dòng thánh, còn tôi ngồi tôi đọc tới đọc lui dòm tới, rồi có người học cái kinh Pháp Cú này nè 423 câu, học cái chục năm luôn đó, cũng đâu có từ bỏ được cái tánh tham sân si gì đâu, cũng dính mắc, cũng cầu mau khó chịu, sao nói được. Cái đó tùy theo cái ba mặt của mỗi người tu hành nhiều đời nhiều trước, mình không biết được, không có diễn tả được. Còn 7 tuổi mà cưới vợ đó là bên Ấn Độ có nhiều chuyện thần kỳ lắm, mình không nói được. Cái tục lệ của họ có nhiều cái quái đản mà tới giờ này họ cũng không có cội, họ không có bỏ được. Giống như là họ cho làm ra bốn cái từng bốn cái hạng người đó, trên là giờ vua chúa Bà La Môn đó, rồi cái hạng rồi cuối cùng là người nô lệ đó. Mà lúc mà tôi đi thỉnh kinh ở bên Ấn Độ đó, cô biết không, mấy người tài xế đó là nó không được ăn ngồi trong quán mà ăn chung với tụi tôi đâu nha. Mấy người mà đi hành hương đó, thấy họ ngồi ngoài họ ăn đó, mà khi mà trời lạnh hay trời nóng vậy đó thì họ ngồi ngoài rồi họ ngủ đó. Nếu mà có chỗ thì họ phải ngủ cái chỗ riêng của họ, chứ không được chung với một mấy nhà trong cái chỗ của những người hành hương. Tôi thấy thắc mắc, tôi hỏi ủa tại sao họ nằm trong cái lườn xe đó, cái xe bớt mà bự mà chở 40-50 người đó cô. Nó có cái hầm ở chính giữa đó thì nó chứa đồ đó, thì lúc mà vô khách sạn đi thì nó chuyển đồ vali của những người khách đi đó vô trong hết, thì cái hầm nó trống, thì tôi thấy họ nằm trong đó. Tôi hay đi vòng vòng á, đi vòng vòng dòm cái này dòm cái kia đó, không phải đi vòng vòng ăn trộm, mà cái tính tò mò muốn dòm biết cái này cái kia, với lại cũng ngồi trên xe hoài nó cũng chán á. Lúc mà xuống xe rồi mà đi bộ được vài bước thì tọt xuống rồi đi thôi, thì ăn xong thì cũng kiếm chỗ đi vòng vòng thôi, chứ không lẽ lên phòng ngồi đâu có gì đâu coi trên đó mà nằm nghỉ, ăn no ăn sao nằm nghỉ được. Thì đi vòng vòng thấy họ ngồi trong đó, họ ăn cơm trong đó, họ rồi họ nằm trong đó họ ngủ nữa. Cái mình mới thắc mắc hỏi mấy người kia, hỏi cái ông sư mà dẫn mình đi, ông thầy chùa dẫn mình đi, ông mới giải thích cho mình biết vậy mình biết. Nó vẫn còn giữ cái tập lệ đó. Rồi tôi nghe nói có một vị bộ trưởng, ông thủ tướng rồi đó, tức là nói bỏ đi cái giai cấp đó nhưng mà không chịu. Thì mới thắc mắc, tôi hỏi tại sao vậy. Thì những người mà nô lệ đó, họ không muốn rời bỏ cái đó, họ muốn được hưởng cái quyền lợi, cái sự trợ cấp của nhà nước cho họ, mà họ nghèo như vậy đó. Thì tôi không hiểu, cái đó là nó lâu đời rồi, từ hơn 2.000 năm nay, trước khi mà Đức Phật đản sinh ở trong nước họ, rồi hơn 2.500 năm Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, nó vẫn dẫn giống vậy. Cái sông Hằng đó cô biết không, trời ơi, tôi trước khi mà tôi đi đó, là tôi ớn nhất là sông Hằng của họ đó, là họ thiêu thay ma sắc chết đẩy xuống đó, rồi xuống đó họ tắm rồi họ ăn. Tại trước khi đi tôi có coi trong YouTube video, tôi có muốn chết luôn vậy đó. Tôi lúc mà bữa sáng rồi tối bữa trước mình nghe ông thầy chùa nói sẽ đi lại sông Hằng đó, trời ơi tôi nằm tôi tụng kinh thương giái trời, trời ơi giái trời cho đừng thấy cái thây ma nào chỗ đó, trời ơi giái gốm chết luôn thiệt. Mà lại bữa sáng đó đến gần cho trưa mà đi ăn đó, không thấy một cái thây ma xác chết này, sông sạch sẽ vậy lắm. Cái tôi mới hỏi cái cô mà đi theo á, với ông nhà ủa sao hôm nay không thấy thây ma xác chết gì liền vậy, cái bộ nó dẹp tiệm ha, hay là nhà nước cấm rồi thấy dơ bẩn quá. Thì cái cô nói trời ơi, cái tục lệ của người ta mấy ngàn năm nó đâu chịu bỏ đâu cô, chắc bữa nay sớm mà không ai chết không đem ra đó. Rồi tôi nói trời hên quá ha, ghê lắm. Rồi tôi nói mà tôi thấy thây ma mà trôi đó, tôi về tôi ói luôn, tôi không ăn cơm mấy bữa luôn, tôi gốm chết luôn á. Tôi cái đường mà đậu xe ngoài rồi đi vô tới cái bờ sông á, có cái chợ hả, trời ơi tôi sợ dữ lắm, cứt bò cứt heo cứt chó rác luôn mà gốm chết vậy thôi á. Tôi bịt cái mũi lên, cái tôi hỏi đi phải chen chen với người ta đó, tôi sợ lớp bị bóc túi lớp này kia. Tôi hỏi cái người mà hướng dẫn, có hai thằng Ấn Độ á, nó đi theo mà biết nói tiếng Anh một chút. Tôi hỏi cái sông từ đây tới sông chỗ đâu, đi tới đâu còn quẹo trái quẹo phải không, nó không đi thẳng đi. Tôi bịt cái miệng lên, lấy cái đồ mà bịt cái miệng rồi lại tôi phóng đi, đi nhanh chứ đi trước là kia. Rồi tôi thấy lại còn đi nữa không, nó đi cầm chút nữa tới, trời ơi tôi ớn dữ lắm.
Thì xuống cái sông Hằng đó, tôi thấy sông nó sạch sẽ lắm, không có gì hết, không có rác nữa. Mà tôi thấy hai bên có chắc củi, à không, có một bên thôi, một bên này chắc củi rồi đi qua bên kia. Bên kia chỉ là bồn cát thôi, những dải cát là một cái bờ, bên kia là cát không à. Không thấy nhà cửa gì ai, rồi đi trở về thôi, không thấy gì hết. Thì coi trong, cô vô trong YouTube của cô coi trong sông Hằng nó, trời ơi, nó liệm xác rồi, nó thấy xuống đó, nhìn chưa nó. Rồi tôi nghe nói vòng vòng theo trong những cái nhà đó, có những cái nhà nhỏ nhỏ nó cho thuê để thay ma trước đó một đêm đó, rồi sáng mai đốt lên luyện như đó nữa. Hên quá tôi không đi qua mấy cái nhà đó, không biết mấy cái nhà ra làm sao nữa. Tại đi thẳng, đi theo cái chợ, đi thẳng xuống cái bờ sông thôi đó. Trời ơi, ớn dễ sợ, một Phật không dám gì lợi mình nữa đâu. Hộp xuống sông Hằng, tiêu răng nghiệp chướng, tào lao cái gian nhật hạ này. Đức Phật nói hồi thời Đức Phật còn đó, Đức Phật ngồi đó mấy bà la môn khùng đó, nó còn kêu Đức Phật kêu xuống, Đức Phật xuống dưới tắm đi để rửa hết những nghiệp chướng gì đó, tội lỗi gì đó. Đức Phật mới nói nhàn nói, ngươi xuống sông đi tắm thì trước hết ngươi được sạch sẽ cái thân thể của ngươi. Nhưng làm sao mà sạch hết cái nghiệp chướng của ngươi? Nếu mà nó rửa sạch hết tất cả thì những cái phước của ngươi, những cái tội ngươi thì nó cũng rửa sạch hả? Nếu mà vậy mấy con cá ở dưới, nếu mà nó tắm, nó sống ở dưới ngàn là lúc nào cũng sống, vậy sao nó không có bị hết cái nghiệp chướng, nó còn bị tụi bay bắt lên bằng thịt ăn vậy? Cái gì đại khái cái đó là nó tà kiến, mà nó muốn nghĩ sao thì nói sao, đâu có biết được ha. Cầm nhẫn rồi xả. Nhẫn cầm nhẫn là nhẫn nhịn rồi xả hả? sự liệu tâm cứ nói từ bi hỷ xả hả? Xả rác hả? Nhấp đầu lên có lại mà. Thôi văn nhật hà lên đi hả. Cũng còn có mấy phút nè, cà kê dây ngỗng cũng hết giờ rồi, sư đi nghỉ rồi, sư biến rồi. Làm gì mà ngốc lên, thôi đừng nói tới sông Hằng. Tôi không thấy thi ma sắp chết ở lúc mà tôi đi đó là mừng hứng lắm rồi. Ai muốn coi thì vô trong YouTube mà coi, nó nhấp ghê chết, nó lùm cho nó. Nhưng mà thật ra bữa đó tôi đi coi rất là sạch sẽ, đến nỗi mà tôi có nghĩ rằng là nó dẹp đi cái tục lệ mà đốt thiêu đốt thi ma dục xuống sông luôn, nó sạch như cái sông không có rác luôn nữa, không có rác, chỉ có vài cái cọng lục bình thôi, nó rất là sạch. Đại khái là cái lúc mà tôi đi giống như vậy, thì cái cô mà đi dẫn ông sư cũng nói ổn sao bữa nay nó sạch giống vậy đó. Thì tôi không biết đó có sao, tôi nói vậy thôi. Nhưng trên đường mà đi á, tôi gốm dữ lắm, nhiều thứ cất lắm. Không có dám mở nữa, tôi không có dám ăn cái gì bán ngoài đường hết. Có một lần nó ngừng cái xe gì quá đi qua bên gì đó, trời ơi, cái bà ngồi kế bên tôi, bà làm neo, cái gì bà cũng ăn hết. Xuống kia tôi thấy nó cũng nấu ăn, tôi ăn á, tôi bóc miệng, tôi ăn một muỗng, nửa muỗng thôi. Mà bữa đi về tôi ối tới chiều, ngày mai tôi không có đi chỗ khác được đó. Tôi không có đi theo chỗ mà vị ông ở sư, ông nói đi mà bố thí rồi đó, tôi không đi. Tôi ối trên xe luôn á, tôi chỉ ăn có nửa muỗng thôi. Rồi tôi nhổ ra mà tôi nuốt nó, tôi uống nước vô để ấy mà tôi bị ối luôn, tôi rất sợ. Thôi hả, bây giờ gần hết giờ rồi, nói như đó cũng đủ rồi ha. Rồi thôi, để đóng room dẹp tiệm, ngày mai gặp tiếp mà. Rồi cảm ơn nha bà. Dạ, cảm ơn Xích Kim. Năm Bích Tha giá, dạ chị Hải Thi, Nhật Bình thấy chị chát lên, chị muốn hỏi cái gì? Nhật Bình mời chị đưa tay, sao không thấy chị đưa tay ạ? Dạ cảm ơn Thiện Vũ, Nhật Bình biết được tín hiệu. Chị Hải Thi còn ở chút máy không ạ? Dạ, vậy là không còn thấy chị Hải Thi nữa rồi. Không thấy chị Nhật Kích. Dạ Năm Bích Tha giá, bạch ngài. Đúng 6:30 rồi bạch ngài, con cung thỉnh ngài trở lại để kết thúc buổi học ngày hôm nay. Dạ cảm ơn Kim Nhung. Kim Nhung này đi Ấn Độ rành lắm, đâu có lạ gì đâu, phải không Kim Nhung? Nhật Bình gặp Kim Nhung ở Ấn Độ. Nam Mô Bích Tha giá, dạ bạch ngài, dạ con kính dân bích đến ngài. Sa thủ Sa thủ Sĩ Kim Nhung ha, Sĩ Kim ha,
hai bên cũng kiềm hết. Những ý kiến của quý vị là những cái điều để cho chúng ta có một sự nhận định về câu Phật ngôn này. Chị Kim Nhung mới gặp 7 tuổi mình đám cưới kỳ quá. Nhưng mà phong tục tập quán của mỗi nơi ha. Và cái mục đích chính của người mẹ là cột chân đứa con trai của mình. Tất cả là 7 anh em mà đi xuất gia hết 6 người rồi, còn có một mình cái đứa con trai này. Nếu mà không kiếm dây mà cột nó lại thì nó sẽ đi theo những người anh, người chị. Mà do cái phước duyên quá khứ ha, nhìn bà cụ quán về vô thường, nhìn bà cụ và nhìn người vợ của mình một cái sự khác biệt. Mà bà cụ đã nói rằng mong hai con được như bà. Ý của bà cụ là muốn được trường thọ, nhưng mà cái tuổi trẻ này là nghĩ khác. Qua già như bà cụ làm được cái gì hả? Chỉ là trước sau cũng chết, mà coi như là sống mà với cái thân xác như vậy thì có ích gì. Một cái sự tình cảm, một sự suy nghĩ để rồi tìm đường thoát thân. Mục đích ở đây cho chúng ta thấy rằng một cái gia tài đồ sộ giàu có, nhưng mà cái đó là bằng thánh sản. Cái nhân sản của cái kiếp người này có bao nhiêu, có bao lâu, trong khi cái thánh sản đó là một điều quan trọng. Và cái nhân duyên của vị này là A La Hán, cho nên cái kiếp cuối cùng mặc dù có 7 tuổi nhưng mà Đức Phật gọi là trưởng lão. Thì đây là một bài học để cho chúng ta thấy rằng trong cái sự tu tập, một cái gương để từ bỏ gia đình, sống không gia đình, và trong một cái khu rừng cái hàng keo gai, một cái nơi mà thâm sơn cùng cốc, mà cái vị này có một cái ý chí, một nghị lực để rồi có được một nơi thích hợp. 3 tháng tu tập đã chứng đắc thánh quả A La Hán. Và đây là một bài học để chúng ta từ bỏ ha, quán về vô thường, để thấy chẳng có gì tồn tại. Rồi với phước duyên chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống của chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi nào để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh, những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, tiến hóa lực vô biên, chư toàn giác độc giác và sinh văn tín chúng, hộ trì đến tăng ni và những nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê na sa cha wa che na so ti vô hô tu sa ma đa. Do lời chân thật này kính nhân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Xin mời sư phụ nhận kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Samudayo Ariya.